cả nhà. Bữa nay Loan gặp otter mập quá, Loan mua 20 nha. Đây 20 con otter đây. Hai lố. Hai tao xin. Chu tao xin nè. Để đây. Rồi trước khi mình rửa nó sơ đi, ta tắt nước lạnh nha. Tắt nước lạnh nha, rửa nó. Rửa nó sơ gì nè. Thì nó cắt nó ra. Quên gì? Quéo hết hay gì vậy? Đó, nói chung mình mua về đang có rửa nó sơ gì hết nha. Rồi để đây đi. Hào sau khi Lan rửa rồi, bây giờ Lan chắc ra như nó. Chắc lên nước đá đi. Chắc lên nước đá cho nó tăng thêm cái độ lạnh nó mới ngon nha bà con. Bữa nay đằng dì Ngọc sao thấy hào bự quá nè. Sao mình chắc nó không đẹp gì. Ê giờ cái dĩa nó nhỏ quá không đó. Vậy đi. Thấy vậy cũng đó 12 con thôi nha bà con. Thấy nó nhiều. Rồi bữa nay đặc biệt là Lan ăn hào chung với trứng cá nha. Đây, trứng cá đỏ. Tiếng Anh kêu là caviar. Rồi đang để vô trứng cá lên trên nha. Để cho cháu nội trước đi. Cô gái ơi, để thử ba con coi nó có rất không nữa. Có hả? Ừ. Cô gà là 4 con. Ông ngoại hỏi trứng cá nào không biết nó thích không nè. Cô gà. Gì? Cô gà ơi. Nó ăn mà trứng cá nó ăn chứ. Vậy hả? Con nói là thích. Thôi em để xem kẻ đi. Cá này nó có vị mặn mặn nha bà con. Caviar đó rồi. Bắt ăn hồi qua là 3 củ. 1. Cô gà ơi. Cô gà mà nội kêu dạ. Lại rồi nội hỏi con cái này nè. Cái này á, vô sao bố. Con ăn trứng cá hết luôn không? Rồi. Trời ơi, nửa đêm đi đi ăn trái tắc da bẻ nè bà con. Cái cảnh tội nghiệp không? Mà nửa đêm rồi, giờ này mấy giờ không biết nữa. 8, 7 giờ mấy rồi. Da bẻ nó mớ nè, quá trời cháy luôn rồi bà con ơi coi nè. Mà ăn otter với trái tắc ngon hơn nha. Coi nè, cháy nó nè. Ông nội mẹ ơi. Nó vừa quay phim mà bắt cái điện thoại lên cái nó có đèn luôn nè. Đó. Bẻ mớ coi. Bỏ vô túi áo rồi. Vô. Đây nè, lựa trái nào chín. Bẻ. Đó đây nè. Chắc nhiêu đủ chưa. Đây, qua đây nữa nè, trái dữ lắm bà con ơi coi nè. Nó trái nó nè. Nó giống cái lá sọc sọc. Trái nó nhồi hết trơn nè. Ôi ôi có trái nè. Thấy thương hết biết không nè. Đây đây đây, mấy trái này chín hơn nè. Bẻ mấy trái này chín hơn nè. Nửa đêm thì bẻ nó nè. Rồi, đậy một túi rồi đem vô sắt ra ăn. Trái dữ lắm bà con ô coi nè. Nó quằn cây luôn. Nó bự quá đợi đó. Kỳ này xong vài bữa Lan mua cây cưa về Lan cưa nó bớt. Xuống nó cào quá, nó ăn hiếp cây hồng của Lan nha. Mấy con chim nó hay tới đây rồi nên Lan phải chùm lưới nó lại đó. Đó, cây này quá trời bự rồi. Thôi đi vô. Cái này là 20 otter nha bà con, mời cả nhà ăn otter với trứng cá chung với gia đình Lan nha. Lan mời cả nhà. Ủa, có chè tiêu muối tiêu chưa? Chịu nào con ăn đi. Ok. Ok. Mời cả nhà. Chua chua. Anh đi mời cả nhà. Con. À, cha con nó thích lắm chua chua là. Đó nè, như này chát quá. Khoa là. Khoa là uống nước là cũng. Nửa ly này nửa ly kia đi. Bỏ bỏ chanh vô con. Bỏ chanh vô. Bỏ rồi. Bỏ rồi hả? Ừ. Bỏ nhiều nhiều á. Nhiều nhiều cho nó chín con otter biết không? Ngon. Ăn nhiều nữa.
Yes, đúng rồi. Phải bỏ gì đó nó mới chín hỏa tỏi luôn. Rồi, thôi Lan mời cả nhà trước tiên uống thử miếng này. Cái này hai thứ trộn lộn à. Đau chẳng khôn mình ra dụt qua đó đi con, mày ăn nữa mà nội cho thêm nè. Má nó cho tối ăn nhiều quá cháu còn ngủ. Bữa nay ốc tờ nó mập dễ sợ làm gì ngọc nè, uống luôn à. Cái cô em nè, khô bợp này cô bán cũng luôn mập lùi. Mẹ ăn cái này với cái quà cho bì cũng ngon nha bà con, để chút xíu nước kia vô. Ốc tờ để lạnh nữa. Để đi ra đất lên đó. Anh Liêm cũng không ăn mà đất lên 37 con đó trời. Rồi còn ăn mấy đồ khác nữa là Lan mời cả nhà nha. Trứng chết mặn mặn ngon. Sao một cái áo đứng lộn như này. Ủa, để nhiều thì nó chua, cái gì khô gà nó không để nhiều quá. Đâu ừ, nó để nhiều quá, chua lẹ. Để nhiều quá nó chua le. Rồi để miếng trứng cá vô. Bữa nay chắc là nó ăn cơm mà bà con uống miếng rượu. Xin mời cả nhà. Chanh nữa, cái quắc nãy mới đi ra ngoài săn bẻ mà. Ồ, năm nay quá trời nó cháy luôn mà. Tốt với sợ luôn. Tỉa cái lũ với cái hồng, cái kia cho cái hồng nó vui. Ừ đúng rồi, em phải tỉa nó mới được. Hồi đó trồng gần quá. Hồi đó trồng gần quá. Nó ăn hiếp cây hồng đó. Ngon quá. Này. Ăn với canh này. Này ăn lộn xộn này canh chay nha bà con. Dầu mình nấu vài tay cà rốt. Canh chay. Rớt lại vô tới đây mới cay. Ờ, hình như cái ớt của Lý em nó không có cay anh ơi. À, phải ớt mặt của em mà sao hẹ quên nữa. Ớt mặt mà sao không cay. Loại đó cay mà cay nhẹ lắm. Cay nhẹ lắm. Ăn ớt mà giờ anh Liêm là vua ăn ớt mà giờ ông sợ ăn ớt rồi đâu không. Vậy là ông đi Thái giờ ông ăn ớt hết nổi rồi, ông Liêm ơi già rồi. Bởi vì lớn tuổi người ta không ăn ớt nữa mà con nó sặc cái là chết. Đó. Rồi mời cái nhà ăn cơm canh với dâu lên nè. Lên miếng coi. Cái này chai nha, cho xin miếng cái gì chai đi con. Mày bỏ ra cho mẹ hai miếng chai. Kêu bằng cái gì cái này ốp chao ha. Mà cái nhà này đồ chai nha, sườn non mà ta ướp với chao. Yeah. Ngon. Bỏ lên. Giờ bỏ lên đó cũng được. Tụi bà lâu rồi nãy. Nãy ướp rồi thân cho ông quên không rửa mày. Đứng thiều cửa quá trời luôn rồi. Để hồi ghé coi cái tay có bị đau không, kiểu cửa lưới. Vì này đóng sủa không biết không. Hai nhỏ sủa mình không nghe trời. Cứ ăn cơm dặn bụng chứ ăn cái này không mà hồi uống rượu say à. Nước ngấp nên bự này say à. Mời cái này. À, ai mà đi máy bay á lên độ cao á mà giò bị tê đồ này kia đó. Mình xin nó ly rượu đỏ mình uống. Nó thông máu nó bị tê. Tại Lan đi máy bay nha, khi giò đồ nó tê hết trơn à, cái uống một ly đó, nó đỏ.
Bây giờ đang no, thank you. Đang lửa cái con nào, cái con nào mặn ăn nha. Rửa chứ. Con phải rửa nè. Nó rửa sơ sơ, nó rửa bằng nước lạnh á, con rửa nước lạnh á. Ừ, rửa nước lạnh á, con để vô tủ lạnh. Mà nãy mẹ để nó tủ lạnh rồi, cái con ra nó lấy ăn. Rửa phải ăn. Để đồng đá. Phải rửa. Rửa để đồng đá. Cá xem mình giờ cái gì mua về mình phải rửa, mình lau nó lại, mình nó sắc rồi mình ăn chắc. Chứ ở tiệm người ta cải xong rồi người ta rửa sơ sơ thôi đâu có sạch đâu. Ăn mời cả nhà. Cái này hết mấy cục rồi. Trứng cá nó mặn mặn. Vậy là nổi được cứu anh. Cục cục trứng cá. Nó ngon lắm, nó cười. Cho ăn cười. Còn mấy nào cũng được. Cái con này mập nướng ăn được nè. Ở Úc là nổi tiếng cái này. Bình thường này ngon nhất. Bia 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 á. Bia 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 bia. Còn nó uống cách sổ. Ờ nó uống đủ bia. Mà bia đen ngon nhất nha bà con. Mà thích bia đen. Bia đen. Mà mắc quá. Nó qua đây lên thùng bia không dê. Bia dê. Nhốt quá. Vậy Nam uống gì? Uống bia không? Uống rượu. Bia không uống rượu gì. Lâu lâu mua rượu về uống. Mỗi lần mấy con về Nam á đi mua rượu là cả chục lít ở shop mà thử tao mấy con nó nhậu. Đâu phải đâu, nó tắm bằng rượu bà con. Không có tắm bằng rượu mình mấy nó ngứa trời đất. Nó pha loãng rượu trắng ra nó ngứa, nó tắm mà cái nó không ngứa. Bữa hổm con cái chú em ở Út này đi về cái gì nè em ơi, à, con cái chú á. Cháu cũng bị mũi rồi cắn rồi chứ ngứa đó đi chị em. Nước. Cái nước á với mũi rồi cắn á, pha rượu loãng ra, mình pha giống như pha nước ấm ấm rồi bỏ miếng rượu vô, bỏ cỡ nửa lít rượu vô vậy đó, một thùng nước bỏ cỡ nửa lít rồi vậy đó, cái đồng một lít vậy đó mình tắm mình xối cho nó rồi mình lau mình lên hết trơn ngứa à nha, sức thuốc cái gì cũng không hết đó. Nó ngứa vậy nó mới gì đó. Thằng Michael về Việt Nam lần nào cũng có 10 lít á, hồi lúc trước người ta không biết, người ta tưởng đâu, người ta nói thằng Michael về Việt Nam bị quê. Ở Sài Gòn á thì không sao. Ờ mà về quê á, về quê thì không có thuốc, cái nước nó không có chảy. Không biết sao mới về quê là bị á. Lâm mời cái nha. Đợt đó làm chỉ cho thằng em nó tắm nó hỏi rồi, nó nói con nó đỡ ngứa. Con nít dắt Việt Nam mũi cắn tội nghiệp lắm. Giờ ăn vô mặn. Uống hết này nữa được không? Đụng đi. Hai chồng nhậu nha. Đó em sơ bịch cho anh nè, nặng chanh cho anh nè, thấy thương không? Đó. Ok. Đó. Rồi. Để miếng cá rồi ăn ngon ngon thiệt là ngon vậy. Thôi lên anh lên chia đi. Rồi. Chia. Bye bye cả nhà. Thôi Lan xin chào cả nhà. Lan mới chúc bà con ngày mới vui vẻ. Hẹn bà con lại clip sau. Nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ giùm Lan. Lan cảm ơn rất nhiều. Bye bye cả nhà. Hẹn lại clip sau. Bye bye. Bye bye. Hẹn gặp lại clip sau.